khi tới đây thì mọi người chỉ với tôi rằng là phải tới Cao Ba Lanh. Ở phía Việt Nam gõ vào cái hòn đá thần đó thì phía bên Trung Quốc xảy ra tai ương. Trên người tôi đã phủ một cái lớp sương mờ mờ trắng xóa cả người rồi. Cái tình trạng mà sương mù như này thì tôi không thể biết được rằng là cái hòn đá nó ở đâu. Trong một vài trường hợp thì chúng ta cần phải dựa vào tâm linh em ạ. Bây giờ đi tiếp nhá. Ui, bắt đầu từ đây là tôi thấy có dấu hiệu tâm linh này các bạn này. Tất cả đây là một khối đá khổng lồ, là nó liền với nhau. À, nghe như tiếng pháo bên phía Trung Quốc vọng lại luôn. Bạn thân mến, khi tới Bình Liêu, Quảng Ninh, một cái vùng đất mà giáp danh với Trung Quốc, thì tôi vẫn được nghe những cái câu chuyện về chiến tranh biên giới năm 1979. Thường thì nhắc tới cuộc chiến này thì mọi người hay nghĩ tới Hà Giang, nhưng mà thực ra vào cái thời kỳ đó thì Trung Quốc đã đưa quân dọc biên giới với Việt Nam luôn. Thì ở Bình Liêu, Quảng Ninh thì cũng không nằm trong cái tính toán của họ. Thì khi tới đây thì mọi người chỉ với tôi rằng là phải tới Cao Ba Lanh, tức là một cái ngọn núi mà nơi đó cũng diễn ra những cái trận đánh ác liệt ngày xưa. Nhưng họ còn nhấn mạnh với tôi rằng là trên đó là một điểm thiêng ở vùng đất này, bởi vì có một hòn đá vào cái thời xa xưa, không biết là cái thời kỳ nào, nhưng mà khi mà ở phía Việt Nam gõ vào cái hòn đá thần đó thì phía bên Trung Quốc xảy ra tai ương và khiến cho những cái thầy Pháp bên đó phải tìm bằng được, phải bằng mọi cách sang Việt Nam, phải phá bỏ cái hòn đá trấn yểm ấy đi, cái hòn đá thiêng nó đi. Thì tôi nghe như vậy, nhưng mà để mà xác thực lại thì có lẽ phải hỏi những cái người dân ở đây. Thì hiện nay thì tôi đang trên đường lên trên Cao Ba Lanh, thì tôi muốn hỏi em chào em nhá, xin chào các chị nhá. À, đây là mọi người là người giao. À, chị mua kẹo à? Ờ, mua mì tôm 4.000. Mì tôm 4.000. 10.000. 10.000 á, 10.000 thôi cho hẳn 3 gói cho sướng. Thế vừa bán vừa cho đấy à? Ừ, vừa bán vừa cho. Thế các chị vui nhá. Cho anh hỏi là nghe nói trên Cao Ba Lanh có một hòn đá thần đúng không? Em mới đến ạ. À, em mới đến à? Nên là chưa rõ lắm. À, có thể hỏi mọi người. À, đúng rồi hả em? Thì anh nghe nói là cái hòn đá thần đấy là mà ở phía Việt Nam ngày trước ấy, là gõ vào thì bên Trung Quốc là xảy ra những cái chuyện không vui, ví dụ như là dịch bệnh hay là có một cái thiên tai gì đấy đúng không em? À, người ta gánh đấy một tí à? À, người ta đánh gãy à? Ừ. Đánh gãy đây là Trung Quốc sang đánh gãy đúng không? Ừ. À, bây giờ bọn em biết đường lên đấy không? Biết. Bây giờ đi lên đấy thì có khó không? Chắc khó. Khó à? Không khó mấy à? Không khó mấy à? Ừ. Lên mấy trên này khó tí, cả ra tới ngoài kia khó. À, thế bây giờ bọn em có đang bận gì không thì hay là à bận à? À. À. À, bọn em đang đào đất ở đấy à? Đang làm nhà hay làm gì ở đấy? Làm nhà. À, làm nhà. À, ok. Thì ok. Thế em bán cho anh một ít đấy. Ở đây bọn em ngoài hút thuốc ra thì có ăn bánh kẹo gì không? Thì anh tặng một chút. Nhá. Hút thuốc à? Thì lấy cho một bao thuốc với cả một ít. Các bạn này là thích hút thăng long này. Thăng long à? Uống cái sỉ tinh này này. Sỉ tinh à? Đây là sở trường của hai bạn đấy. À. Biết luôn khẩu vị. Đấy thì lấy cho mình một ít đây. Thì để cảm ơn cái thông tin mà hai bạn vừa cung cấp. Thôi có gì bọn em cứ làm đi. Lúc mà quay lại mà anh mà cần giúp đỡ gì thì giúp đỡ anh nhá. Tạm biệt những người giao, họ đã củng cố thêm cho tôi cái thông tin về cái hòn đá
tôi tạm nói rằng hòn đá thần, hòn đá phép màu gì đó mà khiến cho Trung Quốc phải vô cùng sôi sục, họ tìm đến để phá bỏ cái hòn đá này đi. Đấy là theo lời của những người dân ở đây, mà không chỉ ở thị trấn mà ngay cả những người mà ở sống ở, người đồng bào mà sống ở ngay trên cái núi Kabalanh nói lại. Thì bây giờ tôi sẽ phải lên tận đó, mặc dù nghe nói rất là khó khăn, để mục sở thị xem hòn đá đó như thế nào. Hiện nay con đường dẫn lên đỉnh Kabalanh đang được làm nên là rất là trơn trượt, đặc biệt là vào cái điều kiện thời tiết như các bạn thấy này. Lúc thì nắng, xong rồi ngay lập tức vài phút sau là sương mù bao phủ. Và cái con đường trơn trượt này khiến cho xe ô tô không thể lên được tiếp. Cũng như là đây các bạn thấy giày dép chúng tôi này, nó sẽ bị bám rất là nhiều bùn sình lầy. Bây giờ tôi thấy ở trên này có một cái trạm, không biết là có phải là của công nhân làm đường ở đây không, hay là của mọi người khai thác những cái quả hồi. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ vào để hỏi xem, bởi vì tôi thấy là cái trạm này cũng khá là đẹp nhá, được làm bằng tre thủ công, rất đẹp. Bây giờ mình sẽ hỏi xem là có mấy cái ngã như này, thì ngã nào là đi Kabalanh, và liệu họ có thể hỗ trợ tôi đưa tôi lên đó được không. Đấy. Không biết là cũng có thể đây là một ngôi nhà có người ở các bạn, một gia đình ấy. Ồ, đây có dê này, cái chuồng dê rất xinh xắn luôn, được làm khá là khéo tay, tôi đoán là cũng mới làm thôi. Đấy, để chúng ta lên đây xem nào. Chứ cũng trơn trượt lắm, phải cẩn thận với cái điều kiện thời tiết này. Anh ơi, cho em hỏi đường đi Kabalanh đi đường nào ấy nhở? Lên thẳng là bên phải hay bên trái nhở? Em không nhìn thấy luôn ấy, không nhìn thấy anh luôn ấy. Anh bảo đi đường này đây mà nhờ không nhìn thấy anh. Anh ở đây là nhà hay là lán anh nhở? Lán rồi. À đi, cứ thẳng lên à. Thế thì xe ô tô đi được không anh nhở? Được. À được à? Vâng, em cảm ơn anh nhá. Anh, cái này là để làm gì nhở? Trông hay nhở? Chuồng gà. À chuồng gà. À anh ấy làm cái chuồng gà bằng đá luôn. Xếp đá và có một cái cổng, cái đường nho nhỏ cho gà đi vào. Em thấy anh kiểu rất là khéo tay ấy. Mọi thứ anh làm đều nhìn phát là thấy cái sự tỉ mỉ rồi. Đây là cây hồi đây anh nhở. Đây các bạn này, ở đây là rừng hồi, là những cái quả hồi này trông nó như một bông hoa luôn. Đấy, và người ta sẽ phơi khô cái quả này, và nó được sử dụng làm dược liệu, cũng như làm nguyên liệu, hương liệu để nấu ăn, rất là thơm luôn. Thì hiện nay đang vào cái mùa thu hoạch, thì Nam vừa cầm xin được một vốc để trên xe ô tô là nó thơm lừng cả xe luôn. Đấy. Thôi bây giờ thì theo lời anh ấy thì chúng tôi lại tiếp tục đi cái con đường này, vượt qua cái điều kiện trơn trượt để lên xem sao. Đi được một đoạn với cái con đường đau khổ này các bạn, nó bùn lầy lắm, thì tôi nghe thấy tiếng động, hình như tiếng của một cái máy cắt cỏ. À đúng rồi, ở đây có, tôi đoán không nhầm thì là hai vợ chồng của một cô người Dao. Chào anh chị nhá. Trong một làn sương mờ như này thì họ đang hình như làm sạch cái chỗ này, làm sạch cái vùng này để trồng thêm, trồng loại cây gì đó hay là một cái mục đích gì đó mà tôi định hỏi, nhưng mà chị hình như chị làm sạch vườn, làm cỏ ở trong cái vườn cây hồi này. Tôi hỏi nhưng chị không nghe thấy do cái tiếng động cơ của cái máy kia nó quá lớn. Thôi có lẽ là mình sẽ không làm phiền họ nữa mà tiếp tục đi trên cái con đường này thôi các bạn. Đường này bây giờ khá là bế tắc, là giờ tôi đang không biết là phải đi như nào để tránh được những cái sình lầy này, cứ phải đi ra rồi lại đi vào. Đây này,
À. Rồi. Tôi đang đi tiếp vào trong cái làn sương mờ đặc luôn. Nếu như các bạn phải có mặt ở đây các bạn mới thấy rằng là gần như là một tiếng thì có bốn mùa. Chỉ cần là gió nó đẩy cái sương mù ấy đi thôi là ánh nắng mặt trời nó nóng bỏng rát luôn. Và chỉ ngay lập tức một lúc sau thì mây mù lại phủ đến và lại nóng và lại lạnh và ẩm ướt như này. Đấy. Bây giờ vừa đi vừa phải phán đoán xem đi đường nào. Đây có lẽ tôi chọn đường này thôi. Tôi còn nghe nói rằng là đi đến cái khu vực mà có những cái hòn đá thần đấy thì mất khoảng 2 cây số nữa. Với cái tốc độ như này thì chắc chắn là đến bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi. Thì tôi hy vọng là 12 giờ có mặt ở trên đó là vừa. Thì tôi cũng đã chuẩn bị một số cái đồ ăn thức uống ở chợ Đồng Văn rồi, tôi đã mua. Và hy vọng là lên đây thì chúng tôi sẽ không bị đói và sẽ có một cái bữa ăn nhớ đời. Rồi. Đây là cái khu lán của những người công nhân mở đường thì phải. À may quá các bạn ạ. Tới đây là chúng tôi tới khu vực đường bê tông rồi. Họ đã trải được một đoạn đường tiếp theo. Đấy. Hay là mình mượn xe máy của họ nhỉ? Để thử hỏi xem nào. Em ơi, chào em nhá. Cho anh hỏi chút là bây giờ anh muốn lên chỗ mà mấy hòn đá ấy. Đi là thẳng hết đường này. Đi thẳng à? Mà còn xa nữa không? 2 cây. 2 cây à? Ôi những con chó đẹp quá, một cặp, một con đen, một con trắng. 2 cây số. Bây giờ là em đang nấu ăn à? Anh bảo bây giờ anh muốn mượn xe được không? À xe đây à? À xe mà. Anh mượn 2 xe được không? Không có 2 xe à? Có 1 xe thì à? Nếu một xe của công trình bên bên này. À. Ồ, em có biết anh không? Có đấy anh. À. Anh đang thắc mắc là tại sao là em không biết anh mà em lại cho mượn xe. Hóa ra là em có biết anh và kiểu đã có uy tín rồi. Thế nên là thế anh mượn nhá. Còn lát lát xuống mà đói quá thì anh xin em bắt cơm được không? Anh nói đùa đấy thôi, anh có mang cơm đi rồi. Rồi cảm ơn mọi người nhá. Đây rồi. Em ấy đã dựng sẵn chiếc xe ở đây để cho tôi mượn. Đây các bạn. Chìa khóa thì cắm ở cốp này. Rút ra. Mình cứ mượn đã, xong rồi khi mà quay lại thì có lẽ đáp lễ họ sau. Đấy. Ôi chà. Rồi rồi. Lâu lắm rồi không đi xe máy. Không biết là đường trơn này không biết có đi được không. Quay xe để làm quen với xe với làm quen với đường đã các bạn. Ây da. Ây da. Ổn rồi. Rồi. Đội cái mũ vào. Cameraman lên thôi. Cảm ơn hai em nhá. Lát gặp lại. Xin chào. Cái con đường này khiến cho tôi có cảm giác như là đang đi vào một cái nơi nào đó không xác định ấy. Bởi vì nó cứ mây mù phủ kín như này. Và con đường thì mình còn không nhìn thấy phía trước nó là cái gì và nó sẽ dắt tôi tới đâu. Tôi chỉ biết được rằng là có những cái hòn đá thần nó ở phía đó thôi. Thì mình cứ đi thẳng, tới đâu thì tới. Nếu như với một người mà lần đầu tiên đi tới đây, tôi nghĩ rằng họ sẽ e sợ. Nhưng mà với tôi thì đã từng đi khám phá rất nhiều rồi. Và tôi tin rằng những cái điều thú vị đang đón chờ tôi phía trước. Ở đây thì có một cái ngã ba. Nhưng mà theo lời của mọi người thì là cứ đi thẳng thôi. Tương lai thì chắc chắn khu vực này sẽ trở thành một cái nơi được đầu tư dễ dàng đi lại. Đấy. Và các bạn đến sẽ thuận tiện hơn. Nhưng mà tôi là một trong những người mà mang sứ mệnh là tiên phong. Tôi rất thích đi những cái địa điểm mà khi nó còn hoang vu như thế này, nó còn xấu xí như thế này, để
khi mà các bạn có thể có rất nhiều bạn theo cái cảm hứng mà tôi đã mang lại, các bạn sẽ đi lại cái cung đường này và lúc đó nó sẽ đẹp hơn, sạch hơn, thì các bạn mới thấy được, hiểu được những cái lý do mà vì sao người ta lại phải làm những con đường như thế này để các bạn có thể tới nơi, bởi vì đó là những cái nơi độc đáo, thú vị, linh thiêng, thì ắt hẳn sẽ có những con đường để cho nhiều người ghé thăm hơn. Ồ, cái khu vực này cũng là đẹp này, bởi vì là cái con đường của chúng tôi đúng là lưng chừng luôn, đưa xương sống của khủng long luôn. Đấy, bởi vì hai bên đều là thung lũng, đều là hủm và mây mù nó đang phủ kín luôn. Rồi, tiếp tục đi thôi. Hết đoạn đường bê tông rồi các bạn ạ. Bây giờ là mọi người có thể thấy là trên người tôi đã phủ một cái lớp xương mờ mờ trắng xóa cả người rồi. Và bây giờ chúng tôi đang gặp phải một cái vấn đề là liệu cái con đường này nó đâm thẳng đến những hòn đá thần, đến hòn đá thần, hay là nó đi qua. Và với cái tình trạng mà sương mù như này thì tôi không thể biết được rằng là cái hòn đá đấy nó ở đâu. Đấy, nếu mà mình cứ đi này thì có thể là mình sẽ đi đến một cái địa điểm nào đó mà mình không thể biết được, mà mình sẽ đi qua luôn cả cái hòn đá đó. Thì bây giờ trong cái điều kiện như này thì có lẽ là chỉ mong rằng là phó mặc cho tâm linh thôi, cho ông bà cũng như là cho cái sự linh thiêng của núi Cao Ba Lanh, một cái núi thiêng ở khu vực Quảng Ninh cũng như là khu vực Đông Bắc Việt Nam. Hy vọng rằng là họ sẽ dắt tôi đúng tới nơi mà tôi cần đến. Bây giờ thì cứ đi thôi. Trong một vài trường hợp thì chúng ta cần phải dựa vào tâm linh em ạ. Bây giờ đi tiếp nhá. Đi tiếp đi. Anh tin là mọi thứ nó sẽ đúng như là chúng ta mong muốn ấy, bởi vì cái tâm của chúng ta đến đây ấy, là nó đang là thực sự là thành tâm. Tôi lại tiếp tục dấn thân vào khu vực đường đất. Và tôi luôn tin rằng sẽ có những điều tâm linh. Ui, đây lại còn đang chia ra làm ngã ba như này các bạn ạ. Khó ghê. Nhưng mà tôi nghĩ là mình sẽ đi theo một cái bản năng đi. Tôi sẽ rẽ sang trái. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là lần đầu tiên Nam tới đây nhé các bạn nhé. Lần đầu tiên Nam tới. Mình chỉ nghe qua những cái lời kể của mọi người thôi, là cái hòn đá nó như thế nào, và Nam chỉ kịp xem được đúng một bức hình. Thì Nam tin rằng là đây chính là cái nơi mà mình cần tìm rồi. Thì thực sự với các bạn là Nam đã chuẩn bị cả hương khói, nhưng mà lại trong đoàn thì lại để cho các bạn ở phía dưới cầm. Đấy. Thì bây giờ mình chỉ mang theo mỗi một cái đèn pin như này để soi sáng hơn trong cái điều kiện sương mù dày đặc như này. Để chúng ta sẽ vào xem trước. Còn đó là nơi tâm linh thì lát nữa các bạn đến sau thì sẽ đưa chúng ta tới. Đây. Không biết có phải không nữa, nhưng là tôi hy vọng và tôi tin là đúng. Ui, bắt đầu từ đây là tôi thấy có dấu hiệu tâm linh này các bạn này. Là có những cái que. Đây này. Đây một cái que này. Có thể là trước đó nó là một cái lá cờ, hoặc là một cái nghi thức tâm linh nào đó. Nhưng mà vì trời mưa nên là cái lá cờ đó nó đã bị rơi xuống. Đấy, đây nữa này. Đây. Ở đây thì bỗng nhiên có một cái hồ nước, và ở bờ thì rất nhiều những cái cây nó mọc ở bên bờ hồ này, nó tạo thành một cái khung cảnh
thật với các bạn là nó cứ mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực. Đó. Bây giờ thì tôi sẽ đi vào đây. Chỗ này phải rất hết sức cẩn thận bởi vì có một tảng đá rất to và tôi sợ đợi điều kiện này nó trơn trượt đấy. Không biết là có phải hòn đá thần đây không nữa cơ. Liệu có phải là hòn đá này không? Nhưng mà cái khu vực này thực sự là nó hơi bất thường một chút khi mà có nước này, một cái mặt hồ này và một cái phiến đá to như này. Mà cái đá to này ấy, là nó đã bị đập vỡ ở nhiều cái mỏm này rồi đây. Trước đây là tôi tin là nó từng nhô lên như này đó, sau đó bị đập đi, bị gãy vỡ đi và nó chỉ còn lại cái hình dạng như này. Và tôi tiên đoán nữa là đây, tất cả đây là một khối đá khổng lồ, là nó liền với nhau. Đây, ở dưới này này, là kể cả cái mảng mà tôi vừa đi, tất cả nó là một khối đá khổng lồ. Chỉ đây là cái phần lộ thiên, nó lộ ra mà thôi, chứ không phải là từng cái phiến đá riêng lẻ. Đó, thì ví dụ như đây là một cái con rùa khổng lồ thì đây chỉ là cái phần đầu của con rùa nó nhô lên thôi, còn phần mai, phần chân của nó thì nó vẫn đang nằm ở dưới đất. Đây các bạn thấy là rất nhiều những cái khu vực là đã bị đập đi này. Đây nữa này, đã bị đập này. Đây cũng vậy. À, tôi thấy ở đây có một cái con đường mòn nho nhỏ dắt tôi ra được khu vực này. Để mình cứ đi theo xem nào. Đây, từ đây thì mọi người sẽ thấy cái hình thù của cái hòn đá nó như thế này. Ở trên những cái mỏm đá mà nó nhọn, nó nhô ra thì tôi thấy là đều đã bị đập đi hết rồi. Bây giờ bạn quay phim sẽ đứng ở đây, tôi sẽ đi ra cái phần giữa của hai cái mỏm đá đó để tôi xem như thế nào. Nếu như đúng những cái lời người dân nói thì là đây là một cái hòn đá nó chứa đựng một cái tâm linh rất là quan trọng. Khi mà người ta đập vào đây thì nó tạo ra một cái âm thanh vang vọng. Ây da, nó tạo ra một cái âm thanh vang vọng. Và ở phía bên Trung Quốc nó còn nghe thấy. À, khi mà tôi đứng giữa đây thì cái âm thanh của tôi cũng nghe thấy bị vang vọng. À, đúng rồi. Vậy là bằng một cái điều kỳ diệu của tự nhiên, nó đã khiến cho cái khu vực ở giữa hai mỏm đá này, hai tảng đá này trở thành một cái nơi khuếch tán âm thanh, khuếch đại âm thanh. Và đây là một cái vết là bị đập này. Rất nhiều dấu vết bị đập ở đây. Là nếu mà nó mà to ra cao hơn thì là nó sẽ tạo thành những cái tiếng âm thanh và nó vang vọng sang bên Trung Quốc. Vậy là chứng tỏ là cái đường biên Trung Quốc nó cũng ngay gần đây thôi. Đây, bây giờ thì tôi sẽ thử dùng một cái viên gạch tôi đập vào đây xem như nào. Thì có lẽ là mời bạn cameraman lại về phía này. Đây, và đi các bạn sẽ thấy là hình thù cái hòn đá này như múi khế luôn. Nó cứ khứa vào, rất kỳ lạ. Ở đây thì mình có cảm giác như là một cái vịnh Hạ Long mini ở trên cạn vậy. Đấy. Là một cái khu tâm linh nên là tôi thấy là có cả tiền này. Ai đó đã vứt tiền xuống đây. Và chính những cái cây cỏ nó mọc ở dưới mặt nước nhô lên như này, nó khiến cho cái chỗ này nó càng thêm âm u và tâm linh hơn. Bây giờ thì tôi sẽ nhặt đại một hòn đá và tôi sẽ đập mạnh vào cái khu vực. Bây giờ tôi mới để ý thấy có một vài khu vực trắng này. Đây các bạn thấy này, trắng này, là chứng tỏ rằng là có người đã đập vào đây từ trước rồi. Nó mòn vẹt cả hai cái vị trí này. Thì tôi sẽ đập vào những cái vị trí này để xem là cái tiếng vọng của nó tới đâu, và liệu rằng là phía Trung Quốc có nghe thấy không. Và đúng là họ bên đó có một cái điều gì đó nó xảy ra. Ngày xưa thì người ta cho rằng là dịch bệnh, là thiên tai, là cái gì đó rất là ghê gớm đối với họ, và
phải cho người sang đây để hủy diệt cái hòn đá này. Nhưng mà họ không thể hủy diệt hết được. Đây, ngay cả bên này tôi cũng thấy có một vài vị trí mà người ta đập được này. Đây này, đấy, bên này này. Đấy, và vị trí đặc biệt là cái vị trí nhô ra khỏi cái chỗ này nữa. Nó gần với mặt nước nhất. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ cầm một hòn đá. Tôi sẽ đập đúng theo những cái thứ tự như vậy. Ở phía dưới nước này thì tôi thấy là cũng có đá đây. Đây, tôi sẽ nhặt đại viên này đi. Đây là một cái viên bê tông ở đâu đó. Mình sẽ đập đúng theo thứ tự ở đây nhá. Trên đây và xem hiệu ứng của nó như ra sao. À, các bạn nghe thấy không? Như tiếng đàn luôn. Tức là nó có âm điệu khác hẳn nhau. Vậy là hai cái hòn đá này là nó phát ra hai thứ âm thanh khác nhau. Và ở đây thì tôi thấy cái khu vực kia cũng bị mòn vẹt kìa. Đấy. Như vậy là rõ ràng là có một số vị trí là người ta đã đập từ trước, là người ta đã biết được rằng là nó có khả năng là tạo ra âm thanh. Rồi tôi sẽ cứ đến những cái chỗ đó, mình sẽ đập và xem là cái âm thanh nó tạo ra như thế nào. Đấy, chỗ này khá là trơn. À các bạn ơi, ở đây là có cái hòn đá riêng để dành đập. Đây này, ở trên này tôi nhìn thấy này. Ồ, trên này đúng là hòn đá này hình múi khế. Đấy, như là được ai đó khứa ấy. Giờ tôi sẽ lấy cái viên đá ở đây. Ở trên này cũng vẫn có cả tiền nữa. Đây, có thể là viên đá này mới đúng bài. Ôi, đây này, nó đầm tay lắm. Đấy, và tôi sẽ đập ở đây xem là cái âm thanh nó ra sao. Vang vọng luôn, vang vọng cả núi rừng luôn. Và tiếp tục thấy là tôi thấy trên này là cũng có rất nhiều dấu vết luôn này. Đây này, để các bạn thấy là đúng là hình múi khế rất. Ở đây là có 3 múi. Thì giờ tôi sẽ đập tiếp vào những cái múi này. Ui, các bạn có nghe không? Tiếng vọng đúng là vọng sang cả Trung Quốc luôn này. Ở bên đó nghe như là tiếng pháo luôn. Đây mình nghe rõ này. Bên này nhá. Ui chào, nghe như tiếng pháo bên phía Trung Quốc vọng lại luôn. Vậy là những cái lời đồn đại là có căn cứ nhá. Còn để mà đúng cái lời đồn đại là sự thật hay không thì cần phải kiểm chứng. Nhưng đúng là cái tiếng vang vọng không bình thường này là có thật. Tất nhiên là lần này tôi đập không phải là mang theo một cái lời mong cầu gì đấy xấu xa cho nước bạn. Đúng theo cái tinh thần của nhà nước là chúng ta đã chủ trương, đã có những cái ký kết là hai bên hợp tác cùng nhau phát triển, là đối tác chiến lược toàn diện. Và hiện nay tôi rất tự hào là Việt Nam đã làm bạn với tất cả những cái, hầu hết những cái cường quốc nổi tiếng lớn nhất thế giới thì chúng ta đều đã ký kết đối tác chiến lược toàn diện, tức là chúng ta đã làm bạn cầm tay họ. Và Việt Nam của chúng ta không có kẻ thù hiện nay, là chúng ta tạm là không có kẻ thù. Còn tất nhiên với phía Trung Quốc là chúng ta đang có một vài cái khúc mắc thì sẽ phải xử lý dần dần qua những các kênh hòa bình và đối thoại. Và hiện nay thì tôi hy vọng là những cái tiếng gõ này sẽ mang lại một cái thông điệp rằng là người Việt Nam muốn hòa bình, người Việt Nam muốn làm ăn cầm tay nhau phát triển và muốn nhanh chóng giải quyết được những cái khúc mắc giữa hai quốc gia, giữa hai dân tộc để cho có thể là cùng nhau phát triển lớn mạnh hơn nữa, chứ không phải để một cái gai hay một cái mụn, cái nhọt gì đấy gây trở ngại cho cái sự phát triển này. Cái điều đó nó không đáng để mà phải đánh đổi bằng sự phát triển. Đó là cái lời chúc của tôi, và tôi sẽ gõ những cái thông điệp này. Cái thông điệp này là nó mang tính biểu tượng, là tôi chỉ truyền tải vào cái năng lượng này thôi. Còn hiệu quả của nó đến đâu thì tôi không biết. Nhưng nếu đây thực sự là một hòn đá thần thì nó sẽ thức tỉnh cái điều gì đó. Tôi hy vọng là điều đó. Bây giờ thì tôi sẽ gõ.
thực sự là cái những cái hòn đá này nó như là cấu tạo như là một cái nhạc cụ vậy. Đấy các bạn nhìn là các bạn thấy rồi. Và cái chuyện khuếch tán, khuếch đại âm thanh là có. Và nó đã vang vọng đúng từ phía Trung Quốc, nó dội lại như tiếng pháo nổ vậy. Và những cái gì mà tôi mong muốn thì đã được rồi. Ồ các bạn ơi, bây giờ khi mà làn sương nó bắt đầu nó tan dần thì tôi thấy bỗng hiện ra ngay trước mắt tôi là một cái công trình tâm linh với bức tường màu vàng và hình như là cái cổng nó màu trắng thì phải. Có lẽ là chúng ta sẽ qua đó để thắp một nén nhang. Ở máy quay thì không nhìn thấy gì cả, nhưng mà mắt thường của tôi là nhìn thấy các bạn. Đấy, thế bây giờ chúng ta cứ qua đó xem thế nào đi. Càng lại gần thì tôi mới phát hiện ra là cái công trình này nó cũng không hề nhỏ một chút nào các bạn ạ. Hoàn toàn là không phải giống như là tôi nhìn như vừa rồi, tức là càng ngày xương nó càng tan ra. Đây là một cái đài tưởng niệm các bạn ạ. Có cờ Tổ quốc, có quốc huy và ghi là Tổ quốc ghi công. Tổ quốc ghi công. Và ở hai bên là có bia ghi danh. Mỗi một bên thì là có hàng chục, tôi nghĩ khoảng 2 đến 30 cái tên các liệt sĩ đã hy sinh ở đây để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đây rồi. Thì tôi thấy có hương nhưng mà rất là ẩm thấp. Tôi nghĩ hương ở đây cũng không thể thắp được và cũng không có bật lửa. Do là anh em chúng tôi cũng không có hút thuốc. Thì tôi xin thành tâm, xin thứ nhất là xin chào các anh hùng liệt sĩ. Và tôi xin thay mặt mọi người là gửi một cái lòng tri ân sâu sắc nhất. Vì thực sự là có ngày hôm nay, có cái vị trí chúng ta đứng là nhờ xương máu của mọi người. Còn một lát nữa thôi thì Nam sẽ chạy xuống để lấy cái đồ lễ của mình lên đây. Thì bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ lên tiếp ở phía trên cái công trình ở trên này. Thì không biết đó là một cái ngôi đền hay là một cái công trình tâm linh tôn giáo nào đó. Giờ chúng ta sẽ đi lên xem nào. Thực sự là cái khu vực này nó cứ mờ ảo như này các bạn ạ. Nó khiến cho tôi không nhìn thấy gì ở một cái tầm nhìn xa. Nó chỉ khoảng vài mét thôi là mình mới nhìn thấy thôi. Và đứng ở trên này đúng là nhìn ra cái hồ nước và cái khu vực cái hòn đá kia rất đẹp luôn. Đây là một ngôi đền. Ui! Tôi thấy một bên là một con gấu và một bên là một con hổ. Nhưng mà không biết là tiêu bản thật hay là bằng bê tông. Thì cái ngôi đền này đã bị khóa bằng một cái sợi dây này. Cái sợi dây này thì là khóa tạm thôi. Thì tôi xin phép tôi mở ra. Xong lát nữa mình sẽ vào. Mình vào xong mình ra, mình sẽ để lại như cũ. Đây. Nếu mà thực sự đây là những cái tiêu bản thật ấy, thì là khu vực này rõ ràng ngày xưa là một cái nơi rừng thiêng nước độc. Là đã từng những cái con vật dữ dằn này đã từng sinh sống ở đây. Ồ thật các bạn ạ. Đây là một con hổ, bộ da hổ thật. Hoặc tôi cũng không dám khẳng định là thật hay không nữa. Thì cái này thì các bạn xem, các bạn có thể đánh giá. Nhưng cái móng vuốt của nó rơi hết ra rồi này. Đây có một cái móng nó rơi ra này. Tức là người ta bảo quản không tốt đấy. Là những cái con mối mọt các thứ là nó đã bắt đầu làm hỏng dần cái tiêu bản này. Và đây là một con gấu. Cũng rất đáng tiếc là con gấu này thì đáng nhẽ phải cho nó quay mặt ra phía này thì đẹp hơn. Con gấu này thì tôi nghi nó là tiêu bản thật. Nếu mà gấu là thật thì chắc chắn con hổ kia cũng là thật. Thôi đúng là thật rồi. Trông nó không giống giả một tí nào. Và cũng không có lý do gì người ta để một con giả ở đây.
mà ở đây cũng là nơi rừng thiêng nước độc ngày xưa ấy, thì để mà có những cái tiêu bản này thì tôi nghĩ là có, chứ không cần phải làm giả gì cả. Ai chà, đây lần đầu tiên tôi thấy ở một cái nơi tâm linh mà xa xôi không có người thường xuyên lau dọn gì cả mà lại có những cái tiêu bản, những cái con vật mà nó thuộc dạng là hùng mạnh, hùng thiêng của núi rừng như này. Bây giờ thì có lẽ tôi xin đóng máy vài chục phút để tôi chạy ra, tôi lấy một chút đồ lễ để đến đây để thắp hương tưởng nhớ tới những người liệt sĩ. Bởi vì đây lần đầu tiên tôi đến đây, và đây là một cái nơi rất là linh thiêng, một cái nơi mà rất nhiều xương máu đã ngã xuống rồi của những anh hùng liệt sĩ thời cha chú của chúng ta đã ngã xuống, thì tôi nghĩ là xứng đáng, không còn gì xứng đáng hơn để tôi có thể phải bỏ ra rất nhiều công sức để mình quay trở lại cái con đường vừa rồi để lấy đồ lễ quay trở lại. Các bạn hãy chờ tôi nhé. Nam đã quay lại và đón những người bạn của mình lên rồi. Sau khi kể cho họ về những cái gì mà mình đã nhìn thấy thì mọi người đều có thêm cái động lực để tới đây. Thì mình sẽ thay mặt mọi người để thắp tất cả cái số nhang này cho những anh hùng liệt sĩ. Hy vọng rằng ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh như này, một cái nơi rất là lạnh lẽo, quanh năm có thể nói rằng là sương mờ nó bao phủ như này, thì sự có mặt của chúng tôi cũng như là một chút nhang sẽ khiến cho những liệt sĩ ở đây cảm thấy ấm áp hơn. Và đặc biệt là chúng tôi cũng quyết định có thể cái hành động này nó sẽ mang nhiều ý nghĩa, hướng tích cực hoặc là tiêu cực, nhưng mà đối với chúng tôi thì đó là tích cực, đó là chúng tôi sẽ muốn dùng một bữa trưa ở đây để có thể nói là bên các anh, có thể là có thêm người ở đây, có như có một cái sự ấm cúng hơn. Đấy là tôi nghĩ thế. Còn chúng tôi cũng hoàn toàn có thể là tới một nơi xa hơn để dùng bữa, nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là với những cái món đặc sản ở Bình Liêu thì mọi người sẽ dùng cùng chúng tôi, và mọi thứ nó trở nên thân tình hơn, gần gũi hơn. Đó là một cái sự kết nối thực sự là ấm áp giữa âm và dương, giữa những người mà thế hệ con cháu đang sinh sống hiện nay và với những thế hệ trước đã nằm xuống vì Tổ quốc. Đây là một cái bữa ăn trong một cái khung cảnh mà ấm áp nhất mà từ trước đến giờ mà tôi đã có thể trải qua. Một cái nơi mà có thể nói rằng là ở một cái ngày xưa đã từng là một cái tiền tuyến, một cái nơi mà đã rất nhiều những cái cuộc đánh qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà tất nhiên đó là quá khứ rồi. Và ở một cái địa danh như vậy, nơi mà có rất nhiều người ngã xuống, mà hiện nay chúng ta đang sống trong một cái thời bình mà chúng ta có thể ngồi đây để thưởng thức cái bữa ăn này, thì đó là chúng ta cảm thấy luôn là cần phải có cái sự tri ân lớn hơn nữa. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây thì mọi thứ nó còn rất là bỡ ngỡ, nhưng mà mình muốn làm sao mọi thứ nó ấm áp nhất có thể. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng chúng tôi thưởng thức một trong cái bữa ăn mà tuyệt vời nhất của Hoàng Nam nhé. Xin mời mọi người. Xin mời. Xin mời anh em nha. Đây. Vừa rồi thì có cảm ơn, em tên là gì nhở? Em tên là Bảo. Cảm ơn Bảo, nhưng Bảo không có nhận. Em không nhận. Ừ. Có thật. Nhưng mà để mua xăng. Không, không lấy đâu. Mua xăng em không có chịu. Mà là một chén có chị. Em không lấy, bởi anh Năm đi khám phá khắp nơi rồi. Thì hôm nay đến. Mời vào đây. Thế là bởi vì thấy anh là đi khắp nơi đúng không? Thế là đúng rồi. Thế là cũng muốn, nếu mà có cơ hội gặp thì cũng muốn hỗ trợ giúp đỡ đúng không? Hôm nay là em đã giúp đỡ anh rồi, không có cái xe của em thì anh không biết đi như nào luôn.